Chào bạn, tôi là luật sư Đỗ Đăng Khoa, là tác giả của cuốn sách Cẩm nang mua bán nhà, pháp lý chiêu trò và mưu kế. Vâng, nhiều người mua căn hộ đã nhận nhà vào ở nhiều năm nhưng mà vẫn không được cấp giấy chứng nhận. Vậy điều kiện quy định cấp sổ hồng cho nhà chung cư thì được quy định như thế nào? Lý do gì mà nhiều tòa nhà chung cư đã bàn giao đưa vào sử dụng nhiều năm nhưng mà vẫn không được cấp sổ hồng? Vâng, và bây giờ thì chúng ta đi vào cái điều kiện để cấp sổ hồng cho nhà chung cư. Thì để mà thực hiện được cái việc cấp sổ hồng cho nhà chung cư thì phải tuân thủ theo một cái quy trình 3 bước và đáp ứng các cái điều kiện như sau. Bước 1 thì chủ đầu tư phải gửi báo cáo cho Sở Tài nguyên Môi trường. Nội dung thì báo cáo thì sẽ bao gồm là về tài chính đất đai, về bản vẽ mặt bằng hoàn công, danh sách công trình căn hộ để bán, mặt bằng xây dựng, kết quả thực hiện dự án. Với toàn bộ cái hồ sơ gửi kèm thì chuyển qua bước 2, đó là Sở Tài nguyên Môi trường sẽ kiểm tra và đánh giá lại toàn bộ cái báo cáo cũng như là cái hiện trạng của cái tòa nhà chung cư đã xây dựng. Cụ thể là kiểm tra toàn bộ về mặt đất đai, về mặt tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, rồi về xây dựng xem là có đúng các cái phê duyệt của đã được chấp thuận hay không. Cụ thể ở đây là xây dựng có đúng với chủ trương đầu tư, thiết kế, rồi quy hoạch 1/500 hay không. Và kiểm tra kể cả về điều kiện để chuyển nhượng cái căn hộ. Và sau khi kiểm tra toàn bộ những cái nội dung đó, nếu mà toàn bộ đều đạt yêu cầu thì Sở Tài nguyên Môi trường sẽ làm thông báo kết luận cho văn phòng đăng ký đất đai cũng như gửi cho chủ đầu tư. Toàn bộ cái quá trình này thì luật quy định là trong vòng 30 ngày thì Sở Tài nguyên Môi trường sẽ kiểm tra và có cái thông báo trả lời. Sau khi mà có thông báo trả lời đạt yêu cầu rồi thì bước 3 mới đến nộp hồ sơ để mà xin cấp cái sổ hồng. Thì lúc này chủ đầu tư sẽ nộp hồ sơ cho văn phòng đăng ký đất đai để xin cấp cái sổ hồng cho căn hộ chung cư cho từng cái khách hàng, từng cái chủ căn hộ đã mua và thực hiện cái thủ tục nộp cái thuế trước bạ khi mà được cấp cái sổ hồng. Toàn bộ quá trình này thì theo quy định của pháp luật là 15 ngày làm việc, tuy nhiên thực tế thì có thể nó dài hơn. Như vậy thì chúng ta thấy được là trên đây thì đã điều kiện cũng như là các bước để thực hiện cấp cái sổ hồng cho tòa nhà chung cư. Và chúng ta thấy được có sự khác biệt giữa cái thủ tục mà xin cấp sổ hồng hoàn công đối với cả nhà đất riêng lẻ, đúng không ạ? Đó là cái khâu mà chủ đầu tư phải gửi báo cáo toàn bộ cái quá trình thực hiện dự án cũng như là sơ đồ mặt bằng hoàn công, rồi là các cái căn hộ để bán, để mà Sở Tài nguyên Môi trường sẽ phải kiểm tra lại toàn bộ, nếu mà đạt yêu cầu thì mới cho phép chuyển sang cái bước 3 là nộp hồ sơ xin cấp sổ hồng. Còn nếu không đạt yêu cầu thì sẽ yêu cầu phải khắc phục, sửa chữa, khắc phục toàn bộ những cái mà đã vi phạm, đã sai sót. Hoặc là nếu mà chưa nộp tiền, gọi là chưa hoàn thiện các cái nghĩa vụ tài chính về đất đai như là tiền sử dụng đất hoặc là các cái thuế liên quan, thì đấy là cái mà lý do mà chính nhiều những cái tòa chung cư đã được bàn giao đưa vào sử dụng rồi nhưng mà vẫn không được cấp sổ hồng là vì chủ đầu tư có những cái vi phạm hoặc là nợ đọng về tài chính mà chưa khắc phục xong. Khi mà chưa khắc phục xong thì sẽ chưa được chuyển sang cái bước 3 là bước cấp sổ hồng. Cho nên là nhiều người dân là vào ở 5 năm, 10 năm nhưng mà vẫn mòn mỏi không được cấp cái sổ hồng cho nhà chung cư là như vậy. Chúng ta tìm hiểu thêm về trách nhiệm xin cấp sổ hồng của nhà chung cư. Thì luật kinh doanh bất động sản tại điều 13 quy định là trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bàn giao nhà công trình xây dựng cho người mua hoặc kể từ ngày hết hạn thuê mua thì phải làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận, gọi tắt là sổ hồng, cho bên mua, bên thuê mua, trừ trường hợp bên mua, bên thuê mua có văn bản đề nghị tự làm thủ tục cấp giấy chứng nhận. Như vậy thì luật quy định rất rõ ràng là trách nhiệm làm sổ hồng trước hết, số 1 là thuộc về chủ đầu tư.
chỉ trừ trường hợp là những cái gọi là khách hàng có yêu cầu bằng văn bản là xin tự làm. Tuy nhiên thì với cái điều kiện và các cái bước như tôi vừa trình bày ở phần trên ấy, thì thực sự là khách hàng mua căn hộ rất khó để mà có thể làm được cái thủ tục này. Bởi vì làm cái thủ tục muốn xin cấp thì phải thông qua cái bước kiểm tra, rà soát, kiểm tra toàn bộ lại cái dự án, cái tòa nhà. Thì cái sau khi mà Sở Tài nguyên Môi trường phải hoàn thiện cái công tác này, dự án đạt yêu cầu thì mới chuyển sang cái bước để xin cấp sổ hồng. Như vậy thì tốt nhất thì các bạn nên để chủ đầu tư thực hiện cái trách nhiệm xin cấp sổ hồng này. Nếu như không làm thì chúng ta cứ theo luật kinh doanh bất động sản mà kiến nghị, chứ không nên là tự làm, bởi vì tự làm là rất là khó, rất là phức tạp. Bởi vì đây là cũng là đặc thù của tòa nhà chung cư, là không phải là cấp riêng rẽ cho một hai căn hộ. Nếu như là trong trường hợp mà cái tòa nhà đó nó còn vi phạm, còn thiếu các cái nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư thì buộc phải khắc phục trước, sau đó thì mới được cấp sổ hồng. Bạn muốn tìm hiểu thêm về nhà đất thì nên tìm đọc cuốn sách Cẩm Nang Mua Bán Nhà, Pháp Lý Chiêu Trò Và Mưu Kế. Đây là cuốn sách mà thuộc top sách bán chạy nhất trên Tiki, nên là tôi muốn trao cho bạn. Đường link đăng ký sách ở phần mô tả video. Số lượng sách có hạn nên là bạn đăng ký ngay. May mắn thì còn sách. Chúc bạn may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.